Trong sân vườn có hai vị hòa thượng ngồi trò chuyện với nhau. Vị sư già hỏi vị sư trẻ: nếu tiến một bước là chết, lùi một bước cũng chết, vậy con quyết định là tiến hay lùi? Vị sư trẻ có một chút do dự rồi trả lời: thưa thầy, con sẽ bước sang bên cạnh. Bài học được chúng ta rút ra trong cuộc sống này: khi gặp một tình huống khó xử, chúng ta hãy suy nghĩ ở một góc độ khác. Lúc đó bạn sẽ hiểu ra rằng bên cạnh cũng còn có một lối đi riêng. Mỗi rã ngã của cuộc đời khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác nhau. Chính vì chúng ta không nên tự bó buộc mình vào những cái chỉ thấy ở trước mắt.